Mỗi năm đến thời điểm này, cả xã hội lại nóng lên khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu. Gia đình nào có sĩ tử đi thi cũng hồi hộp chờ đợi, hy vọng, thấp thỏm. Không chỉ các em căng thẳng, háo hức, mệt mỏi với những ngày thi cử liên tiếp sắp diễn ra, mà cha mẹ các em cũng đang chịu sức nóng cao độ của thời khắc quan trọng này, nhất là việc chọn lựa hướng đi tiếp theo cho cuộc đời của con mình ở phía trước. Em đang hướng tới ngành quan hệ công chúng của viện báo, nhưng bố mẹ không cho em thi trường này. Em bế tắc quá. Em đang cảm thấy như đánh cược cả cuộc đời. Bố mẹ muốn em học kinh tế, tuy nhiên em không cảm thấy hào hứng lắm về những con số hay chiến lược kinh doanh. Em thích Nhật Bản học và Trung Quốc học. Thậm chí có anh chàng còn lập bản vote để xem ngành nào có lương khởi điểm sau khi ra trường tốt nhất thì sẽ theo học. Đó là 3 trong số hàng ngàn bài đăng mỗi ngày trên mạng xã hội Facebook trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020. Thực trạng này, phải chăng các sĩ tử đang không hiểu chính mình, hay các bậc phụ huynh, những người là chỗ dựa cho các con, cũng đang hoang mang trước thị trường việc làm 4.0 đang không ngừng biến động? Hiện nay là cái tư duy của đa phần phụ huynh vẫn là theo lối tư duy ngày xưa, tức là thế nào? Tức là ngày xưa thì là bố mẹ cứ muốn là con cái học thật tốt này, sau đó là ra trường sẽ kiếm việc hoặc là xin việc làm cho con, nếu mà được ở nhà nước thì càng tốt, sau đó là cứ làm ổn định đến khi là nhận sổ hưu, tức là cứ làm đi, còn sau đấy thì nó sẽ có kết quả. Trong khi đó tư duy của các cháu bây giờ thì nó lại khác hoàn toàn, tư duy của các cháu bây giờ nó lại phải là have, có trước, do vào sau, tức là các cháu biết là phải biết chắc là sau này mình sẽ là gì, trở thành cái gì và có cái gì thì bắt đầu mới làm để đạt được những cái đấy. Thì cái tư duy này của các cháu là rõ ràng là nó chủ động hơn và tôi thích cách tư duy như thế này. Ở nhiều nước phát triển, bậc cha mẹ thường định hướng cho các con một cách khoa học, được phân tích kỹ càng từ tính cách, sở thích hay khả năng như sơ đồ Ikigai hay MBTI. Trong khi đó ở Việt Nam, một số bậc phụ huynh vẫn hay áp đặt ý kiến của mình thay vì cùng con chọn trường phù hợp, tương lai của con nhưng lại dựa trên tầm ngắm của cha mẹ. Điều này đã khiến các em bị rơi vào ma trận vì bỗng dưng phải đổi 12 năm rồi mài kinh sử để đạt được mục đích không do chính mình quyết định. Thì làm sao để dung hòa được cái mối quan hệ như thế này? Thì đấy là cái câu hỏi mà tôi gặp nhiều nhất. Bố mẹ chọn hướng một kiểu mà con lại có một ý thích chẳng hạn, thì là như tôi vừa nói chẳng hạn, thì là cái cách quan trọng nhất là cũng phải làm sao để cho bố mẹ nằm trong cái trường tư duy giống như của con, tức là làm sao cũng phải có những kiến thức hướng nghiệp cơ bản như con. Và lúc ấy tôi có khuyên các cháu là về nói chuyện với bố mẹ về những cái kiến thức như tôi vừa trao đổi, ví dụ như là về MBTI hay là ví dụ như là về những cái sơ đồ Ikigai hay là những cái sơ đồ của ông Jim Collins ấy. Thì khi bố mẹ hiểu được như thế thì bắt đầu là họ mới thông cảm được cách hiểu của con, và từ đó bố mẹ và con cái mới bớt có những xung đột trong cái việc hướng nghiệp chọn nghề. Để tránh sai lầm, các bậc phụ huynh hãy đồng hành cùng con chứ không nên làm thay hay ép buộc. Trong trường hợp con không tự chọn được trường thích hợp với mình thì những lời khuyên, chỉ dẫn của bố mẹ sẽ là những định hướng hữu ích cho con. Bố mẹ em là những người đi trước, thì những người đấy là những người đã có cái kinh nghiệm của mình, thì mình có thể từ những kinh nghiệm đấy mình rút ra kinh nghiệm riêng cho mình, và nếu mà cái định hướng của bố mẹ em mà theo phù hợp với em thì em sẽ đi theo định hướng đấy ạ. Ngành học của em thì cũng liên quan một chút đến kinh doanh và nó cũng giống như cái định hướng của bố mẹ em cho sau này của em. Và em mong muốn là mai sau mình sẽ có tương lai làm kinh doanh khá là ổn. Bố mẹ thì cũng có gợi ý một số nghề nghiệp để em có thể đi theo sau này. Nhưng mà mẹ em bảo là cũng muốn để cho con tự quyết định ấy ạ. Thì mình sau này nếu như mà có vào nghề thì mình sẽ cảm thấy tự tin và mình có sự sáng tạo nhiều hơn. Công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, không ai có thể sống mà không làm việc. Chính vì vậy, định hướng nghề nghiệp cho học sinh vẫn luôn là câu chuyện được rất nhiều người quan tâm. Vậy quý phụ huynh cũng như bản thân học sinh cần trang bị những gì để tương lai cảm thấy hài lòng với nghề nghiệp đã chọn lựa? Trao đổi về vấn đề này, bản tin An Viên 24 giờ đã có dịp phỏng vấn Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương. Thứ nhất,
đừng vội vã lập nghiệp khi kiến thức lập nghiệp trong lĩnh vực đó chưa vững. Điều thứ hai, không thể lệ thuộc và ỷ lại hoàn toàn vào kiến thức trường lớp. Chúng ta cần phải cập nhật kiến thức thực tiễn, hay còn gọi là kiến thức kinh nghiệm. Và điều thứ ba, khi đã quyết định đi trên một cái sự lập nghiệp nào đó, các bạn đừng vội mong có kết quả. Mỗi một cái tiến trình đó, đối với những cái nghề nghiệp khác nhau, nó có đòi hỏi đến cái thời gian nhất định. Các bạn phải thấy rằng là cái thời gian để đạt được cái sự thành công đó, nó là ngắn hay là vừa hay là dài, để chúng ta không có vội vã và không có chán nản để bỏ cuộc. Và thứ tư, trong lập nghiệp thì các bạn phải nói, phải hiểu thế này: ngoài những cái sở thích và sở trường, thì đối với người tại gia, các bạn phải định hướng rõ là đi theo nghề nghiệp đó tôi có thể tồn tại được hay không, chứ không thể vì lý tưởng không có được, phải thiết thực. Thì nội dung hướng nghiệp được Đức Phật giảng dạy cho Phật tử tại gia gồm có hai mảng chính. Thứ nhất là các loại nghề nghiệp tà mà người tại gia đó, giàu cho có giàu hơn một chút, giàu nhanh hơn một chút đó, cũng đành là phải nói không. Bởi vì nó dẫn đến nhiều cái hậu quả về phương diện đạo đức và luật pháp, cho nên người Phật tử là xa lánh các nghề này. Điều thứ hai đó là về cái định hướng nghề nghiệp. Thì trong Bát Chánh Đạo đó, Đức Phật nói rất là rõ, chánh kiến và chánh tư duy là hai yếu tố dẫn dắt. Chánh kiến có thể hiểu đơn ra là tầm nhìn chân chính, và chánh tư duy là tư duy chân chính. Thì cái tầm nhìn đó, nó chi phối cái tư duy. Nói tóm lại, Đức Phật đã dạy chúng ta bằng nhận thức có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính đó, thì sự lập nghiệp của người mới lập nghiệp sẽ thành công. Các bạn trẻ khi chọn nghề nghiệp đó, thì tôi chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một đó, là cái nền tảng của nền tảng kiến thức của nghề nghiệp, nghĩa là bắt đầu kết thúc lớp 12 để chọn ngành, chọn khoa, hệ cử nhân, thì các bạn phải chọn đúng sở trường. Và cái gì nó thuộc về sở trường đó, hầu như các bạn đầu tư rất ít, sự hiểu biết các bạn rất nhanh, thì đỗ đạt có thể là rất là cao về lĩnh vực đó. Bước thứ hai đó là sau khi được trao dồi một cách có nền tảng kiến thức ở trong học đường, thì các bạn phải tăng cường thêm kiến thức kinh nghiệm. Và kiến thức kinh nghiệm đó, nó theo Phật giáo nó liên hệ đến gì? Thông minh về cảm xúc. Sự thông minh cảm xúc vẫn có thể giúp cho các bạn chọn được nghề nghiệp đúng và theo nghề nghiệp đó bằng cách thành công. Lời khuyên mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ trong lập nghiệp đó là các bạn phải vận dụng trí tuệ để xác định sở trường và nghề nghiệp mà các bạn theo đuổi trọn đời là cái gì. Nếu các bạn chưa đủ sức thì nhờ những người trong lĩnh vực chuyên môn tư vấn cho, để hỗ trợ theo cái quyết định của chúng ta. Các bạn phải có tính kiên quyết ngay từ ban đầu, trên nền tảng chọn lựa đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng và phương pháp đúng, thì đảm bảo các bạn không lo gì, sự thành công không đến với mình.